bạn hỏi mình điểm khác biệt giữa U1H thường và U1H tem đồng thì nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho bạn cả hai cây đàn để các bạn thể tự so sánh xem nó khác nhau thế nào nhé. Đầu tiên thì đây, nên solo chúng mình đang có hai cây đàn, một là cây U1H thường và hai là cây U1H có tem đồng. Điểm đầu tiên mọi người có thể thấy đó là về bên ngoài nó rất là giống nhau. Đó, đều có thiết kế chân ta rất là hiện đại luôn. Còn đều có nên nước sơn được tuyển chọn rất là sáng bóng. Mọi người có thể soi gương trong này luôn cũng được mọi người. Mà khi mình mở đắt đàn ra thì mọi người vẫn không thể phân biệt được đâu là cây có tem đồng không tem đồng. Đều tím đều rất là tăm tắp đây, không có hiện tượng sụt tím hay là lỗ tím ở đâu cả. Và những chi tiết này từ logo cho đến những cái tem đồng như này đều được đánh bóng sáng loáng giống nhau, không có một chi tiết nào gọi là thường hay là xấu cả. Tuy nhiên khi mọi người mở cái nắp đàn ra ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy đây, cây U1H thường sẽ không có cái tem đồng ở phần dưới nắp. Cây U1H có tem đồng, đây mọi người nhìn thấy rõ đây, tem đồng sáng loáng có ghi số seri. Ôi sáng quá em ạ. Có thầy Long ơi, cảm giác mà khi mà thầy chơi một cây U1H thường hay là U1H tem đồng thì có gì khác nhau không hả thầy? Thực ra thì là khi ngoại hình và bộ máy thì ta sẽ nhìn thấy là về bên ngoài của nó là cũng như là tương đương nhau, không có gì khác nhau cả. Nhưng mà khi chúng ta chơi vào, ta sẽ thấy là cái cảm giác phí của cái dòng 1H có tem đồng là người ta đã căn chỉnh và chơi cảm giác nó mượt hơn. Đồng thời là cái chất âm của cái dòng Yamaha U1H tem đồng nó cũng trong và nó rõ hơn em ạ. Sau khi thưởng thức màn trình diễn thể lâm trên hai cây đàn thì mọi người có thể thấy đó là sự khác biệt âm thanh giữa một cây có tem đồng và không tem đồng cũng khá là rõ ràng rồi. Đó, liệu mọi người sẽ chọn có tem đồng hay là không có tem đồng? Mời quý vị và các bạn hãy đến showroom Piano Gallery của chúng tôi để xem những chi tiết về cây đàn để chọn nhất. Thế cuối cùng là ý kiến thể lâm thì thể lâm sẽ chọn cây nào thầy? Đương nhiên cây tem đồng là phải hơn nữa chứ.